Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, đến nay phường An Phước, thị xã An Khê đã hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo trên địa bàn để phát triển kinh tế gia đình. Đây là một trong những nội dung của tiểu dự án 1 của dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò sinh sản với trị giá 14 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 60% số tiền mua bò, còn lại 40% sẽ được người dân đối ứng trả xoay vòng trong thời gian 36 tháng. Sau khoảng 2 tháng hỗ trợ, hiện bò của các gia đình đều được chăm sóc và phát triển ổn định. Theo kế hoạch sắp tới, cũng từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, phường An Phước, thị xã An Khê tiếp tục hỗ trợ bò sinh sản cho thêm 9 hộ nghèo và hộ cận nghèo của phường với kinh phí khoảng gần 132 triệu đồng nhằm giúp các hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tại địa phương.